À, hôm nay Helen chuẩn bị làm đậu hũ chiên nha mọi người. Thì Helen có mua đậu hũ cái này trong một cái hộp nó có 2 miếng á. Mua cái loại mà đậu hũ cứng á, mình chiên cho nó khỏi cái nó không có bị bể. Đậu hũ. Rồi bột chiên xù. Cái này bột chiên xù mọi người. Bột chiên xù đây. Đó. Cái này thì mình bóp cho nó nát nát chút xíu á. Mình tắm mình nhúng bột. Đậu hũ mình nhúng bột xong rồi mình lăn que cái bột chiên xù á, mình chiên cho nó giòn á, cho nó ngon. Bóp nát nát chút xíu mình thấm bột cho nó dễ á. Để cho nó thấm vô cái bột cho nó dễ đây. Rồi Helen cá một gói bột. Helen mua bột chiên chuối. Thì trong này cá sẵn là bảo mình pha là 180 ml nước á. Thì bây giờ Helen sẽ pha bột trước nha. Cái loại bột này chiên ngon á mọi người. Nó giòn, nó xốp á. Thì cái đậu hũ chiên này ăn ăn chơi. Tại Helen cũng ăn cơm tối rồi, bây giờ làm đậu hũ chiên ăn chơi. Thì cái món này mình ăn kèm thì mình có sốt. Cái này Helen mua cái sốt này nè mọi người. Cái sốt. Cái này mình chấm nó ngon, mình không có cần phải làm nước mắm, nước chấm gì cho mình mua sẵn. Mình phải cần cái dầu chiên nha. Thì bột này thì mình cho 180 ml nước rồi mình quậy cho nó tan ra. Rất là dễ ha mọi người. Mình đánh cho nó đều ra, tan bột ra. Đó. Rồi mình để cho nó nghỉ rồi xong rồi mình sắt cái đậu hũ á. Rồi bột mình đã đánh đều rồi đó, mình để đây. Rồi bây giờ mình sắt đậu hũ nha. Sắt đậu hũ. Này thì Helen thích sát cái miếng nó vừa thôi, nó không có mỏng quá. Helen mua 2 miếng đậu hũ như thế này, một là hình như 2,5 đồng hay gì ạ. Thì Helen sát làm cái miếng lớn lớn chút xíu. Chiên miếng lớn lớn chút xíu này. Cái này thì Helen làm nó hơi dài dài chút xíu. Mình muốn làm vuông, làm dài gì cũng được mọi người. Này Helen làm dài dài một chút. Thì mình cá cho mình để sắt cái đậu hũ này xong rồi. Thì bây giờ Helen sẽ tẩm cái bột chiên xù. Nó tẩm cái bột trước rồi xong này lăn que cái bột chiên xù nha.
rồi Helen sẽ cho cái đậu hũ vô trong cái bột này, lăn qua cái bột trước, rồi sau đó Helen sẽ lăn qua cái bột chiên xù. Sau mày cho vô cái bột chiên xù đây. Đây, thì mình làm như thế này. Trước sau đó mình cho vô cái bột chiên xù, rồi xong rồi chút nữa mình đem mình chiên. Rồi xong rồi đây, Helen chuẩn bị Helen chiên nha. Helen cũng lăn bột với cái bột chiên xù xong rồi nè mọi người. Bây giờ Helen chiên nha. Thì dầu nó cũng nóng rồi đó.
như này cho nó què hai mặt ra đều. Vàng như thế này là chín rồi mọi người. Xong rồi mình cho một miếng thấm dầu á, giấy thấm dầu á, mình vớt nó ra ha. Vàng đây, đậu hũ Helen đã chiên xong rồi, rất là ngon, vàng ôm luôn mọi người, ngon thiệt là ngon luôn á. Mình chịu khó vô bếp mình nấu chút xíu thì mình có cái món nóng cho cả nhà mình ăn ha, rất là ngon mọi người. Đậu hũ nó thơm á, rồi nó giòn ngon. Giòn rụm à. Đây Helen có một cái dĩa đây, mình ăn kèm thì mình chấm với cái sốt nè, sốt ngọt ngọt chua chua chút xíu, ngọt ngọt này. Sốt này Helen mua á, Helen mua cái sốt này để dành mình, quên mình để dùng, mình chấm với chả giò hoặc là đậu hũ chiên cũng rất là ngon, rất là ngon. Wow, nóng hổi luôn á. Thì Helen mời cả nhà ăn chung với Helen cho vui nha. Helen ăn thử thử ngon không? Ở ngoài anh cái bột chiên xù á giòn rụm mà. Cái đậu hũ ở trong á nhìn nó xốp ngon lắm, mềm á. Mình mua cái loại đậu hũ cứng á mọi người, mình chiên nó không có bị bể. Chấm với cái sốt này tuyệt vời. Ngon lắm, giòn rụm lắm, thơm. Rất là ngon mọi người.
À, nếu bạn nào thích cái món đậu hũ chiên thì vào bếp làm cho cả nhà mình ăn nha. Rất là ngon và nóng nữa, ngon lắm mọi người. Thì Helen xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra xem nha. Và cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh Helen Fan Canada. Cảm ơn nhiều lắm. Và hẹn lại video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye.